canxi. Xin chào quý bà con, lại là tôi, Học Làm Nông cùng Asop đây. Như các video trước, Học Làm Nông cùng Asop đã chia sẻ với quý bà con thông tin về các thành phần dinh dưỡng của nhóm đa lượng, hay còn gọi là nitơ, phốt pho, kali mà ta hay gọi là phân bón NPK. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhóm dinh dưỡng tiếp theo, đó là trung lượng. Vậy trung lượng là gì? Trung có nghĩa là trung bình, tức là những lượng dinh dưỡng mà cây cần ở mức độ trung bình. Nó cần được bổ sung một lượng vừa phải, không nhiều, cũng không ít. Nhóm này gồm có canxi, magie, lưu huỳnh, silic. Và video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chất đầu tiên, đó là canxi. Vâng, thưa quý bà con, trong cấu tạo vách tế bào thực vật thì canxi chiếm phần lớn. Như chúng ta biết, nếu động vật thiếu canxi thì rất dễ bị gãy xương. Vậy thì đối với cây trồng, nếu thiếu canxi sẽ dẫn đến tình trạng gì? Chất canxi chiếm phần lớn trong cấu tạo vách tế bào thực vật và hoạt chất của nhiều loại men, có tác dụng rất quan trọng tới việc duy trì công năng của màng tế bào. Canxi có tác dụng đặc biệt trong việc duy trì cân bằng của môi trường bên ngoài, tăng cường sự nở hoa và tăng độ bền của hoa. Đối với đất, giảm độ chua trong đất, giảm sự gây độc của manga, sắt, đồng, nhôm nếu những thứ này có hàm lượng. Canxi rất cần thiết đối với vi khuẩn cố định đạm. Tiếp đến là hệ rễ, làm ảnh hưởng đến khả năng hút nước và hấp thụ dinh dưỡng của cây. Ở thân cây thường xuất hiện rễ phụ, lông hút, rễ sinh trưởng chậm. Khi thiếu canxi nặng, sẽ dẫn đến chồi và đầu rễ ngừng phát triển. Đối với cây trồng, canxi có tác dụng kích thích rễ và lá cây phát triển, hình thành các hợp chất cấu thành màng tế bào, làm cây trở nên cứng cáp, giúp làm giảm hàm lượng đạm nitrat trong cây, tăng cường hoạt tính của một số hệ thống men trong cây, trung hòa các axit hữu cơ trong cây, rất cần thiết cho sự phát triển của hạt đậu, tăng cường sự phát triển của bộ rễ, kích thích hoạt động của VSV, hút các nguyên tố dinh dưỡng khác, điều tiết mạnh mẽ quá trình trao đổi chất và sinh lý của tế bào, cầu nối trung gian giữa các thành phần hóa học của chất nguyên sinh, duy trì cân bằng cation và anion trong tế bào, hạn chế sự xâm nhập của cation kali cộng, magie 2 cộng, natri cộng, NH4 cộng vào tế bào, là yếu tố chống độc cho cây. Canxi giúp bảo vệ trái không bị nứt hoặc bị thối từng mảng, rụng trái. Còn thừa canxi thì chưa thấy biểu hiện rõ các triệu chứng ra bên ngoài, chỉ thấy tác hại rõ trước mắt là tốn tiền. Đất nào thì cần phải bón canxi. Biểu hiện thiếu canxi của cây trồng thường không phải do sự thiếu hụt canxi trong đất. Phần lớn đất tự nhiên cung cấp đủ canxi cho cây. Biểu hiện thiếu canxi chủ yếu ở các cây trồng có nhu cầu canxi cao hoặc được trồng trên môi trường đất thiếu canxi, nhất là trồng trên giá thể, hoặc do sự biến động của độ ẩm đất trồng, cũng có thể do các yếu tố ngoại cảnh khác làm thiếu hụt lượng canxi trong đất như mưa nhiều. Biểu hiện cây trồng thiếu canxi: cây có màu xanh đậm, chồi non mất màu xanh, cong và chết dần ở chóp lá và mép lá, cuối cùng chồi ngọn chết. Hiện ra trước tiên là đầu lá và mép lá bị hóa trắng sau hóa đen, rồi phiến lá bị uốn cong và xoắn lại, cấu trúc của màng sinh chất và màng các bào quang bị hư hại. Thể hiện ra trong các mô non đang phân chia và hệ rễ bị hư hại, tế bào đang phân chia không hình thành được vách tế bào mới, tế bào bị hủy hoại, rễ, lá và các phần khác của cây đều bị thối và chết. Thiếu canxi, cây kém phát triển, rễ nhỏ và ngắn, thân mềm, lá nhỏ, cây yếu dễ bị đổ ngã và sâu bệnh tấn công. Để đảm bảo cây trồng không thiếu canxi, việc của chúng ta là nên đo độ pH đất thường xuyên. Nói chung, đất có độ pH thấp hơn 6,5 đều cần bón canxi, nên cần ưu tiên bón cho đất có độ pH dưới 5,5, đó là đất xám và đất phèn. Về liều lượng thì tùy thuộc vào mức độ chua nhiều hay ít để phân bổ lượng canxi cho phù hợp. Có nhiều cách để nâng pH của đất, cách nhanh nhất và rẻ tiền nhất là rải vôi cho toàn vườn. Lượng bón bao nhiêu thì chúng ta dựa vào độ pH của đất. Nếu chua quá, tức là pH thấp thì ta rải nhiều vôi, pH vừa vừa thì ta bón ít lại. Việc này cũng hơi vất vả. Đất chua mặn, đất phèn bón 45-60 tạ trên 1 hecta cho một vụ. Đất bạc màu bón 5-20 tạ trên 1 hecta. Hiện tại công ty Asop có cung cấp sản phẩm tinh vôi để nâng độ pH đất rất nhanh, hiệu quả và có thể pha được vào hệ thống tưới tự động. Quý bà con có thể mua sử dụng để tiết kiệm tiền công nếu có sẵn hệ thống tưới tự động. Khi bà con mua sản phẩm tinh vôi của công ty Asop thì Asop có cung cấp giấy quỳ tím miễn phí cho quý bà con ra ngoài để bà con đo độ pH của đất. Kết luận: vậy vai trò của canxi là gì? Canxi có hai chức năng chính khi được bón vào đất. Thứ nhất, giúp khử độc để nâng độ pH của đất lên. Thứ hai, cung cấp canxi cho cây hút. Khi độ pH đã được cải thiện, chất độc giảm, pH thấp thì hầu như có bón phân thì cây cũng không phát triển được. Bộ rễ có điều kiện phát triển thì khả năng hút nước và chất khoáng của bộ rễ được tăng cường, giúp cho cây thêm khỏe.
Canxi còn là yếu tố giúp cân bằng dinh dưỡng trong cây, chống đứt, rụng hoa, nụ, trái non. Trên đây là những thông tin cần thiết về canxi đối với cây trồng. Ở video tiếp theo, Học Làm Nông cùng Asop sẽ tiếp tục nói về vai trò của magie. Quý bà con cùng đón xem nhé. Còn bây giờ thì...